Kính chào quý vị và các bạn. 6 tháng đầu năm, ngành khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều hoạt động nổi bật, từ hoạt động chuyên ngành như thanh tra, kiểm tra an toàn bức xạ, kiểm tra chất lượng xăng dầu, đến công tác tuyên truyền, tập huấn, thẩm định đề tài khoa học. Các hoạt động này được Sở Khoa học Công nghệ cùng các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai đồng bộ, tạo được sự sôi nổi và đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào đời sống. Chúng ta sẽ nhìn lại những hoạt động này cùng với công tác quản lý an toàn bức xạ. Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ 5 năm giai đoạn 2011-2015. Do đó, các mặt công tác được Ban Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ quan tâm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn lên kế hoạch và triển khai ngay từ cuối năm 2014. Với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các sở ban ngành và sự phấn đấu của toàn thể công chức viên chức, các bộ phận chuyên môn của sở đã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, bám sát vào kế hoạch đã đề ra, thường xuyên rà soát điều chỉnh kế hoạch với mục đích không bỏ sót nhiệm vụ nào. Và hoạt động khoa học và công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt yêu cầu so với kế hoạch đề ra. Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thành công hội thảo nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo đặc sản của tỉnh Sóc Trăng. Đây là một hoạt động chính trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 tại tỉnh Sóc Trăng. Kết quả của hội thảo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, các cấp ở tỉnh trong việc đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để việc sản xuất và tiêu thụ lúa gạo đặc sản được tốt hơn trong thời gian tới. Việc tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ và công khai, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ. Việc giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, dự án được thực hiện thường xuyên. Qua đó đã góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ ở địa phương, chấn chỉnh các thiếu sót trong việc chấp hành các quy định trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, góp phần sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ, thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. Ở cấp huyện, hoạt động khoa học và công nghệ cũng được quan tâm thực hiện. Bên cạnh đó, công tác thông tin khoa học và công nghệ được duy trì. Ngành cũng duy trì tốt công tác thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nắm bắt thông tin về lĩnh vực khoa học và công nghệ của các đối tượng có nhu cầu. Hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về sở hữu công nghiệp được thực hiện tốt, với đối tượng tuyên truyền chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh. Từ công tác tuyên truyền, các tổ chức đã tìm đến các cơ quan quản lý nắm bắt thêm thông tin cũng như thủ tục có liên quan đến đăng ký nhãn hiệu. Công tác quản lý tiêu chuẩn chất lượng được triển khai mạnh mẽ thông qua dự án, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng. Qua đó, hỗ trợ thúc đẩy phong trào áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào sản xuất của các doanh nghiệp trong tỉnh. Một hoạt động đáng quan tâm là công tác quản lý thanh kiểm tra giám sát các cơ sở có thiết bị bức xạ, phát xạ. Thì qua công tác quản lý thì về cái tình hình thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn bức xạ thì được các cơ sở thực hiện tương đối tốt. Việc đào tạo cái nhân viên phụ trách an toàn bức xạ rồi nhân viên bức xạ thì được các cơ sở quan tâm, định kỳ là có cử đi đào tạo lại. Về các biện pháp khác như là trang bị liều kế, biển cảnh báo và đèn cảnh báo thì các đơn vị cũng thực hiện là đầy đủ. Bên cạnh đó thì một cái công việc mà trong năm 2015 Sở Khoa học Công nghệ đang triển khai là hướng dẫn các cơ sở thực hiện xây dựng cái kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở. Đây là một cái quy định bắt buộc phải có theo cái thông tư 25 năm 2014 của Bộ Khoa học Công nghệ. Thì đến nay thì Sở Khoa học Công nghệ đã phê duyệt được 11 kế hoạch của 11 đơn vị. Thì trong cái 6 tháng cuối năm sẽ tiến hành phê duyệt thêm 10 đơn vị nữa cho địa bàn tỉnh mình. Thì đến cuối năm nay thì đảm bảo các đơn vị mà sử dụng X-quang trong y tế sẽ có đầy đủ các kế hoạch. Tại Sóc Trăng, hiện nay hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử chỉ tập trung ở lĩnh vực công nghiệp và lĩnh vực y tế. Trên địa bàn tỉnh có 29 cơ sở bức xạ, trong đó có 27 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế, 2 cơ sở sử dụng máy phát tia X trong công nghiệp. Trong các năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng quy trình cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2008. Các thủ tục này được công bố công khai minh bạch tại nơi giải quyết và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở. Thông qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tiến hành công việc bức xạ dễ dàng tiếp cận các thủ tục hành chính và được cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ, thụ lý nhanh, đáp ứng yêu cầu của tổ chức công dân.
Nhìn chung, các cơ sở chấp hành tốt các quy định đảm bảo an toàn bức xạ. Do điều kiện là sản xuất của Vilon thì chúng tôi sử dụng hai cái máy phát TX này và nói chung thì hiệu quả rất là tốt trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi phải cử là 4 nhân viên là đi đào tạo, là coi như là để được cấp giấy chứng nhận và coi như là để mà sử dụng được những cái máy này. Và đối với công nhân thì sử dụng trong khâu thao tác này, chúng tôi phải sử dụng cái liều kế. Liều kế thì 3 tháng là thay một lần để kiểm tra tình hình nhiễm xạ, tình hình mà như thế nào. Thì trong thời gian qua thì nói chung thì tất cả đều là cho mức độ bình thường. Khi có mình có sự cố thì mình ngưng mọi cái hoạt động khi mà thực hiện thao tác đó, mình ngưng lại, mình phanh dùng, mình ghi tất cả cái chi tiết mà khi mà mình bị sự cố đây để trình báo lên cấp trên để có cái bước mà để mà khắc phục cái sự cố đó. Nhất là sự cố như là máy phát tia, nói chung là nó bị sự cố, sự lỗi về cái máy nó phát tia không có đúng, cho nên mình phải khắc phục để tránh cái nhiễm xạ, như bức xạ đối với bệnh nhân. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn bức xạ và hạt nhân cũng như các quy định của pháp luật liên quan luôn được lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm. Sở đã thực hiện bằng nhiều hình thức, thông tin trên trang điện tử, chuyên mục truyền hình, tập huấn, hội nghị phổ biến. Việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới được chú trọng. Thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng cái thao tác quản lý của chúng tôi trong thời gian vừa qua thì cũng đảm bảo những cái quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái quy trình cấp phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhân viên bức xạ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008. Các thủ tục này được công bố công khai, minh bạch tại nơi giải quyết và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của chúng tôi. Thông qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ và dễ dàng tiếp cận với các thủ tục hành chính, được cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ thủ lý nhanh, đáp ứng yêu cầu khách hàng. Thông tư số 23 năm 2010 của Bộ Khoa học Công nghệ. Thông tư này quy định rất là cụ thể trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ, vận chuyển nguồn phóng xạ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa có quy định cụ thể về việc gắn các thiết bị giám sát hành trình định vị cho các cái nguồn phóng xạ. Từ cái sự cố thất thoát nguồn phóng xạ vào tháng 8 năm 2014 thì Bộ Khoa học Công nghệ đã đưa ra dự thảo lấy ý kiến các địa phương để sửa đổi bổ sung thông tư số 23. Và trong đó có quy định là tổ chức, cá nhân có nguồn phóng xạ sử dụng di động thuộc mức an ninh B và vận chuyển nguồn phóng xạ bằng đường bộ, đường sắt thuộc mức an ninh A và B có trách nhiệm lắp đặt thiết bị định vị nguồn phóng xạ di động theo hướng dẫn của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. Với những kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ của ngành khoa học, công nghệ tuy còn nhiều, nhưng sẽ có kết quả khả quan. Đây cũng là đóng góp chung cho kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ 5 năm giai đoạn 2011-2015 và góp phần cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Sóc Trăng. Quý vị và các bạn vừa xem xong phóng sự trong chương mục khoa học công nghệ 6 tháng năm 2015. Chương mục đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục kỳ tháng 7 năm 2015.